sinh sự. Tối qua đi đâu mà em? Tối qua về gọi làm gì? Hôm qua cơ mà. Thì cả ngày đi chơi, bảo đang ngày chơi nhưng bảo như chó con. Đêm con ngủ say. Thầy ơi, con đang ngủ say nhọc cái sao? Con nó đang ngủ say, chúng nó ngủ ông Duy lên giường, nó không biết gì hôm qua, không cho ông Duy đi. Và bố cất thì phải ra, bố mang thì phải trong giường ra. Định đi tiếp đấy mẹ ạ. Đi đâu rồi? Nó hôm qua là ở đá chung kết hay ở huyện Kim Sơn, đội đội bóng hay là vòng loại ấy. Không đá được là đã xuất luật rồi, nhưng mà về ông có chắc ông gọi đi đi ăn uống cái gì chẳng. Ngươi tìm chìa khóa à? Không biết mẹ cầm là đừng có vào, mẹ đang ngủ thế à, ngồi nằm ở dưới kia lùng sục mãi không tìm. Không dám vào chỗ bố. Thế là phải đến giường đi ngủ à. Con không được, không lấy đó. Ngủ say ông lên giường không biết một cái gì mà. Tao thấy con mở cửa. Tao thấy con mở cửa. Dạ. Nổ xe đi. Hay đi à? Nó đi mà bảo mày bảo nó ở nhà thì tạm chịu. Ờ sao tìm chìa khóa đi vậy? Tao biết gì? Tao nghe tiếng mở cửa nổ xe máy dèm đi. Vậy thì còn đi cơ ngủ với con cục sai chẳng biết gì cơ, tưởng nó bao giờ nó ngủ. Thế đến lúc 2 giờ đêm tôi cho thằng Phúc Đái tao đi đổi, tao đang ngó xuống tao bảo xem xe có ở nhà không. Tao nhìn thấy hai cái xe. Đây à, mày cứ không phải tí xe lại ca mà biết. Đây, vậy mà nó vẫn lúc chìa khóa đi. Chắc nó vào nó đi tìm chỗ bố rồi. Mà nó mẹ vào chỗ bố rồi. Qua cái chuyện đó không? Nó gọi đấy, là may đấy. May là ông không về kịp đấy. Tôi thấy lần nào có bắt ông cũng thua. Hôm qua mà ông thắng đấy. Chơi như trẻ con. Hiếu quá, chân chơi đi y cả tháng cũng chẳng cũng được. Phúc thì thôi, sợ rét. Sợ rồi, còn mà chị con ơi, tình hình này mới nhanh nữa mà đi điểm nhà chú Dương nữa mà con như vậy chắc mẹ không cho con đi với con ở nhà bà.